Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm lao động là mục tiêu hàng đầu trong công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Để thực hiện tốt công tác này, thời gian qua, các cấp các ngành tỉnh Trà Vinh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì tạo việc làm mới cho người lao động, giúp người lao động tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong chuyên đề việc làm dạy nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Trà Vinh đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn do phóng viên Minh Thùy và Quang Chỉnh thực hiện. Xác định tạo việc làm, nâng cao thu nhập là đòn bẩy để phụ nữ nông thôn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của lao động địa phương, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Đi đôi với việc duy trì phát triển nghề truyền thống, các cấp hội đã chủ động phối hợp với ngành chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, hỗ trợ thành lập hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 400 lớp dạy nghề đăng đác, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn. Ghi nhận tại tổ Đan Lục Bình, ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, huyện Càng Long. Đây là một trong nhiều điểm vệ tinh nhận gia công lục bình cho công ty ở Đồng Tháp. Không khí lao động tại đây rất vui vẻ. Nhiều hội viên phụ nữ chia sẻ, từ ngày học đan lục bình, chị em rất mừng vì có được công việc nhẹ nhàng phù hợp, vừa tận dụng thời gian rảnh chăm lo nhà cửa, lại vừa có thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Từ ngày mà mở lớp ra học đan này, chị em cũng xuống lại đây học đan, được về thời gian rảnh rỗi cái mình đan thêm, mình cũng kiếm hàng tháng tiền điện tiền nước rồi vậy đó, mình làm công việc nhà đồ, giữ nhà đồ, trông con cái đồ được vậy đó, cái mình gần gũi mình làm nghề thuật nghề, cái mình cũng lãnh đi về nhà mình ngồi đương thì cũng kiếm thu nhập thêm hàng tháng cũng ổn định. Ngày nếu như cố gắng làm thì làm được bộ được 3 cái mà 60.000, với có thời gian đặng ở nhà đặng chăm sóc con cái luôn. Chứ nếu như đi bằng xa thì không có thời gian chăm sóc, như sáng đi mình chiều về á, không có thời gian với đưa rước mấy đứa đi học nữa. Bởi vậy nhờ mặn vậy mà cũng đỡ cái vụ mà tiền điện tiền nước. Được biết mỗi bộ sản phẩm gia công cho công ty có giá dao động từ 30.000 đến 250.000 đồng. Mỗi tuần 2 lần công ty chuyển nguyên liệu đến tận trụ sở văn hóa ấp Rạch Đập, nên chị em có thể tập trung đến tổ đan để đan sản phẩm hoặc lãnh về nhà gia công. Dạy nghề tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn được xem là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện đời sống, góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thời gian qua, từ công tác phát triển nghề, các cấp hội phụ nữ Trà Vinh đã tạo việc làm tăng thu nhập cho hàng chục nghìn hội viên. Chị Nguyễn Thị Lê Hằng, một trong những người khởi nghiệp phát triển kinh tế thành công tại xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần chia sẻ, nguồn nguyên liệu cộng dừa tại địa phương rất dồi dào. Thế nên, chị mạnh dạn học nghề làm chổi cộng dừa để tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế. Ban đầu, những chiếc chổi do tự tay chị làm ra được chị bán ở chợ xã và chợ huyện Tiểu Cần. Vì chổi có độ bền, đẹp, chất lượng tốt nên được nhiều người lựa chọn. Đến năm 2012, từ nguồn vốn vay và được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành địa phương, chị Hằng quyết định thành lập cơ sở bó chổi cộng dừa Lâm Hải. Chị Hằng cho biết, cơ sở sản xuất 40.000 cây chổi cộng dừa mỗi tháng, mỗi ngày sẽ xuất hàng một lần. Được nhờ hội phụ nữ huyện được quan tâm rồi dự án AMD hỗ trợ cho được nhà xưởng rồi nhà kho rồi thị trường, rồi nay là chị hàng hóa của chị là đi bán được ở Thanh Hóa, Hà Nội rồi Đồng Nai rồi Bình Dương, các tỉnh lân cận. Cơ sở chúng tôi mua nguyên liệu là hai loại, một loại là cọng dừa khô ở địa phương, các xã rồi ở huyện luôn. Rồi một loại nữa là mua của Bến Tre là cọng lá. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, số lượng nhân công làm việc tại cơ sở của chị Hằng ngày càng đông hơn, từ khoảng 20 người ban đầu đến nay đã tăng lên 40 người, hầu hết đều là phụ nữ ở địa phương. Chị Phạm Trúc Ly làm việc ở cơ sở bó chổi cộng dừa Lâm Hải được 3 năm nay cho biết, lúc trước chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống, sau đó chị tìm đến cơ sở Lâm Hải của chị Hằng và được dạy nghề học việc. Để bó được một chiếc chổi cộng dừa phải trải qua 4 công đoạn, mỗi người làm một công đoạn khác nhau. Làm riết rồi cũng thành quen, mỗi ngày thu nhập cũng gần 200.000 đồng. Chị Ly cho hay. Vô bó thì một ngày em làm kiếm cỡ 90-100 cây.
Rồi một con cây thì nó ngàn bảy, nó cũng ra mặn thì nó cũng được ổn định này kia nọ, rồi với có dịp chăm sóc về con cái này kia nọ cũng được á, bởi vậy mới mặn ở đây. Để giải quyết việc làm giúp phụ nữ tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều năm qua các ngành các cấp tập trung quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, tạo ra khung pháp lý chính sách thích hợp để phụ nữ có điều kiện tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Qua đó nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo mục tiêu cải thiện cuộc sống cho phụ nữ nông thôn, thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đặc biệt là hỗ trợ vay vốn tín dụng. Hội phụ nữ có quyền bảo lãnh bằng tín chấp cho phụ nữ vay một khoản tiền nhỏ tại ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Phụ nữ được vay tín dụng với mức lãi suất thấp. Các hộ nghèo và hộ cho phụ nữ làm chủ được nhà nước ưu tiên cho vay từ ngân sách phục vụ người nghèo. Năm 2007, trên địa bàn tỉnh có 1.817 doanh nghiệp, trong đó nữ làm chủ doanh nghiệp 422 người, chiếm hơn 23%. Đến nay có hơn 3.430 doanh nghiệp, trong đó nữ làm chủ doanh nghiệp gần 890 người, chiếm gần 26%. Đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tập trung hỗ trợ nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường. Trao đổi với chúng tôi, chị Quỳnh Thị Thanh Xuân, ngụ ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần cho biết, cơ sở thành lập vào giữa năm 2021, kinh doanh ngành hàng may mặc gia công theo đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. Hiện cơ sở có 10 máy xe lai giắt sổ, canh sai cắt chỉ, mỗi tháng xuất hơn 10.000 sản phẩm đầm thời trang cho công ty đối tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2022, chị được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển để đầu tư trang thiết bị, mở rộng sản xuất. Tôi làm ở Mỹ Phong được 6 năm mấy, gần 7 năm, cũng như là rồi cái dịch bệnh, rồi nghỉ, rồi mới thành lập hồi năm 2021. Rồi năm nay là năm 2022, là cũng gần năm. Rồi cũng gần đây sớm chị em mà thấy cũng có không có công an chuyện làm gì dịch, rồi thấy mở ra cơ sở mai tư nhân cho chị em đồ vô mai cũng kiếm đồng ra đồng vô vậy nuôi con. Nhờ có vốn khởi nghiệp 50 triệu của phụ nữ hỗ trợ thì gia đình cũng rất là vui, mở ra công an sự nghiệp cũng rất là vui mừng, cũng là có số vốn để mình phấn đấu lại làm từ đầu năm. Này, có số vốn mình mở rộng ra thêm máy móc. Trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần thì là rất là quan tâm tới cái hoạt động là hỗ trợ cho chị em phụ nữ khởi nghiệp, mà đặc biệt là hỗ trợ trong các cái lĩnh vực như là để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho chị em ở lao động nông thôn có được cái việc làm, tăng thu nhập để góp phần là giảm nghèo ở địa phương. Rồi các cái lĩnh vực mà hội tập trung hiện nay đó là về hỗ trợ trong các cái hoạt động như là cơ sở may mặc nè, rồi các cái dịch vụ mua bán, rồi thủ công mỹ nghệ, đan đá, vân vân. Rồi riêng cái năm 2022 đó thì hội cũng đã được hỗ trợ từ cái nguồn vốn phụ nữ khởi nghiệp á, với số vốn là 330 triệu đồng cho các cái lĩnh vực như là các chị em hỗ trợ các cái cơ sở mua bán dừa trái, rồi cơ sở đan đá thủ công mỹ nghệ, rồi cơ sở dịch vụ vật liệu xây dựng. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về học nghề và việc làm cho phụ nữ, tăng cường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về các chính sách dạy nghề, học nghề liên quan đến phụ nữ, đẩy mạnh việc khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của phụ nữ sát với nhu cầu thực tiễn của người lao động, vận động thu hút phụ nữ tham gia học nghề, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm mới cho phụ nữ, tạo cơ hội để hội viên phát huy khả năng áp dụng vào mô hình phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập ổn định, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề việc làm dạy nghề của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.